Toyota Yaris sẽ bị ngừng bán tại Việt Nam, thay thế bằng SUV cỡ B Yaris Cross mới trong năm nay. Theo dự đoán, Toyota Yaris Cross 2024 tại Việt Nam sẽ nhỏ hơn và rẻ hơn đàn anh Corolla Cross. Toyota Yaris phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức ra mắt thị trường Thái Lan vào hồi tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, mẫu xe hatchback hạng B này sẽ không còn cơ hội bán ở Việt Nam. Theo nguồn tin từ một nhân viên bán hàng tại đại lý, Toyota Yaris sẽ bị ngừng bán tại Việt Nam trong năm nay và thay thế bằng mẫu SUV cỡ B mới được đồn có tên là Yaris Cross. Việc Toyota Yaris bị ngừng bán tại Việt Nam cũng không quá bất ngờ. Trong thời gian qua, mẫu xe hatchback hạng B này sở hữu doanh số không thực sự khả quan tại Việt Nam. Trong năm 2022, hãng Toyota chỉ bán được tổng cộng 628 chiếc Yaris cho khách hàng Việt Nam, thấp hơn cả đối thủ Suzuki Swift, 636 xe. Trong khi đó, Mazda 2 có cả phiên bản sedan và hatchback sở hữu doanh số cộng dồn 3.904 xe. Trong tháng 3 năm 2023 vừa qua, chỉ có 24 chiếc Toyota Yaris đến tay khách hàng Việt. Con số cộng dồn trong 3 tháng đầu năm nay cũng chỉ đạt 68 xe. Với kết quả này, Yaris là một trong những mẫu xe bán chậm nhất của Toyota nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, sự thành công của Corolla Cross tại thị trường Việt Nam có thể cũng là một phần nguyên nhân khiến hãng Toyota muốn thay thế Yaris bằng Yaris Cross mới. Trong năm ngoái, Toyota Corolla Cross chính là mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất tại Việt Nam với doanh số 21.473 xe. Hiện hãng Toyota chưa hé lộ tên gọi chính thức của mẫu SUV cỡ B sẽ thay thế Yaris. Chỉ biết rằng, thời điểm ra mắt của xe sẽ là quý 3 năm nay, có thể rơi vào tháng 8 năm 2023. Nhiều khả năng mẫu SUV cỡ B này chính là Toyota Vios phiên bản gầm cao. Tin đồn về mẫu xe này đã xuất hiện tại Đông Nam Á từ cuối năm ngoái. Theo tin đồn, hãng Toyota đang phát triển một mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới, dành riêng cho các thị trường đang nổi như Đông Nam Á. Mẫu SUV này được đồn là sẽ dùng cái tên Toyota Yaris Cross giống xe đang bán tại châu Âu, Singapore và Nhật Bản. Tuy nhiên, khung gầm, thiết kế và động cơ của Toyota Yaris Cross dành cho các thị trường đang nổi sẽ khác biệt hoàn toàn. Có tên mã nội bộ D03B, Toyota Yaris Cross 2024 dành cho thị trường đang nổi, dự kiến sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Vios thế hệ mới, hay còn gọi là Yaris A-Type ở Thái Lan. Như vậy, mẫu SUV cỡ B mới sắp bán tại Việt Nam có thể sẽ dùng cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture, DNGA giống Toyota Vios, Rise, Veloz Cross và Avanza Premier. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross đang bán tại Nhật Bản, Singapore và châu Âu dùng cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture, TNGAB. Không chỉ khung gầm, Toyota Yaris Cross 2024 dành cho Việt Nam còn sở hữu thiết kế khác biệt. Rất có thể mẫu SUV cỡ B này sẽ chịu ảnh hưởng từ thiết kế của Toyota Vios, thế hệ mới đang bán tại các thị trường Đông Nam Á khác. Chưa rõ mẫu SUV cỡ B mới của Toyota sẽ được trang bị động cơ nào. Mẫu xe này được cho là sẽ dùng hai loại động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh, DOHC, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, tương tự Toyota Vios 2023 tại Indonesia. Thứ hai là hệ chuyển động hybrid có tên e-Smart, bao gồm động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít và motor điện. Hệ thống e-Smart này có nguyên lý hoạt động giống với công nghệ e-Power của Nissan, tức là động cơ xăng chỉ được dùng để sạc pin, trong khi nhiệm vụ chuyển động tới bánh xe thuộc về motor điện. Theo dự đoán, Toyota Yaris Cross 2024 tại Việt Nam sẽ nhỏ hơn và rẻ hơn đàn anh Corolla Cross.